cây nguyệt quế của Du sáng nay nở hoa tưng bừng. Bông trắng muôn muốt. Lúc mới cất nhà xong, người bạn chở đến cho Du hai cây nguyệt quế. Du đi mua hai cây chậu gốm về trồng. Thế nhưng mà cứ phải thay đổi chỗ hoài. Rồi là lúc hai cái chậu ban đầu thì tôi phát triển ra là hơi nhỏ, là phải thay bằng chậu mới. Tức là cứ phải nhổ lên trồng lại hoài. Cho nên một cây nguyệt quế bị chết. Còn bây giờ Du còn là một cây này. Thế nhưng mà cây sa kê lớn lên tỏa bóng rợp, đe dọa đến sức sống của nó rất ghê gớm. Du cũng đành phải chịu, chứ biết làm sao bây giờ. Trước mặt là cái cây đinh lăng là nhỏ. Cây này Du cũng trồng từ lúc mới về nhà ở khu Bạch Đàn. Hoa bông trang hay là còn gọi là mẫu đơn. Cây này vì bóng rợp cây sa kê nên cũng không thể tốt nổi.